Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn sử dụng iPad để tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu trong Excel. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá cách làm việc với Excel một cách thông minh và tự động, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Chúng ta sẽ đi qua các bước quan trọng sau. Đọc toàn bộ dữ liệu từ một sheet trong Excel, ghi dữ liệu vào một sheet mới hoặc sheet hiện tại, trích xuất dữ liệu từ các ô cụ thể, nhập dữ liệu vào những vị trí cụ thể trong bảng tính, thêm dữ liệu vào cuối danh sách mà không làm thay đổi bảng hiện có, lọc và xử lý dữ liệu để có kết quả chính xác nhất. Trước mặt các bạn là màn hình UiPath Studio. Mình sẽ tạo một process mới nhé. Mình sẽ kéo một cái sequence và đặt tên là Excel. Các bạn lưu ý ở phần Activities này, mình sẽ tìm kiếm với từ khóa này. Kéo xuống, chúng ta thấy Workbook. Các Activity ở trong folder này, chúng ta sẽ dùng để xử lý Excel. Đầu tiên ta sẽ đọc toàn bộ dữ liệu từ một sheet. Để mình lưu file Excel này vào trong folder Data, được tạo trong process. Ở Activity Workbook, mình sẽ kéo Read Range Workbook vào ô trên. Mình sẽ trỏ đến file workbook mà mình đã tạo trước đó. Ô bên dưới nhập sheet. Khi nhập đường dẫn và sheet xong, ở bên phía tay phải, các bạn có thể thấy mục Output. Mình sẽ nhập một tên biến, bôi đen biến này, và nhấn Ctrl K, cộng Enter biến đã tạo xong. Bạn có thể xem biến của mình ở dưới này. Mình sẽ cho một cái lock để xem thử data của mình có được đọc ra không. Ở đây mình gặp một lỗi nhỏ là chưa tắt file khi chạy. Mình sẽ tắt nó và tiến hành chạy lại nhé. Dữ liệu đã được đọc ra đúng như mong đợi. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi nhé. Mục 2. Tiến hành ghi dữ liệu vào một sheet. Mình sẽ kéo một activity tên là Write Range Workbook. Nhập đường dẫn giống như trên. Chỉ khác mỗi sheet mình đặt là 2. Mình sẽ lấy biến vừa đọc được ở sheet 1 và ném nó vào sheet 2.
Save lại và ấn Run. Sau khi chạy xong, kiểm tra xem nó có tạo seed 2 và lấy dữ liệu của seed 1 không nhé. Các bạn có thể thấy, nó lấy hết dữ liệu của seed 1 và ghi nó vào seed 2. Ở đây mình gặp vấn đề là chưa lấy được tên cột. Để giải quyết trường hợp này, mình sẽ xóa seed này đi và lưu file lại. Tiếp theo mình tích vào checkbox tên là Add Headers. Tiến hành chạy lại thử xem nhé. Mở file lên. Các bạn có thể thấy dữ liệu đã được lấy hết từ seed 1 sang seed 2. Vậy là chúng ta thành công nhé. Mục 3 tiến hành đọc một cell cụ thể trong Excel. Mình sẽ xóa hai thằng này đi nha. Vẫn ở Workbook, mình sẽ kéo activity tên là Read Cell Workbook. Vẫn nhập đường dẫn file Excel cũ và chọn Sheet 1. Cell bên cạnh mình chọn là B2. Mình sẽ tạo một bit cell value để đựng giá trị vừa đọc ra. Ở đây mình khuyên các bạn nên để biến này kiểu dữ liệu là object nha. Nó lấy đúng số 29 như mình mong đợi. Vậy là chúng ta đã thành công rồi. Tiến hành tới mục 4 nhé. Ghi dữ liệu vào một cell cụ thể trong Excel. Lúc nãy là mình đọc, giờ mình ghi thì sẽ dùng Write Cell Workbook nha. Cùng là đường dẫn cũ sheet cũ cell và cell B2. Ở đây mình nhập cho cell B2 một giá trị mới nha. Bấm chạy xem kết quả nha. Các bạn có thể thấy nó đã thay đổi dữ liệu trong cell đó nè. Ok, giờ sẽ tới mục 5 nhé. Để thêm dữ liệu vào cuối bảng mình chọn như sau.
A workbook mean chọn append, range, workbook và kéo nó vào nha. Ở đây mình sẽ đọc sheet thứ hai để thêm dữ liệu vào cuối bảng của sheet thứ nhất. Các bạn làm theo mình nha. Mình lấy biến the info lúc nãy để dùng lại cho việc đọc sheet 2 này nha. Sau đó mình gán biến đã đọc này vào trong ô input thứ 3 nha. Bấm run và kiểm tra kết quả xem nhé. Các bạn có thể thấy kết quả là nó đọc dữ liệu của sheet 2 và thêm vào cuối của bản sheet 1 nhé. Vậy là chúng ta đã thành công rồi. Tiếp theo mình tới mục cuối cùng của video này, đó là lọc dữ liệu. Mình sẽ đọc sheet một mình vừa thêm dữ liệu vào lúc nãy. Tiếp theo các bạn tìm kiếm cho mình một activity tên là Filter Data Table và đưa chúng vào. Chọn vào config filter. Ở phần Input Data Table, bạn nhập biến vừa đọc ở sheet 1. Phía bên tay trái, mục Filter Data Table, bạn tạo một biến và nhấn Ctrl K Enter nha. Ở checkbox ở dưới, mặc định là Keep nên mình giữ nguyên. Chỗ phần column nhìn nhập tên của cột mình muốn lọc giá trị. Điều kiện thì các bạn có thể chọn bằng mục value mình nhập tên mà mình muốn filter. Khi filter xong, mình muốn kết quả đó được ghi vào sheet 3. Các bạn kéo thêm Write Range Workbook nha. Dữ liệu filter sẽ nằm trong biến filter lúc nãy chúng ta vừa tạo. Mình sẽ gán nó vào đây nhé. Xong. Tiến hành chạy thử xem nha. Kết quả đúng như mình mong đợi. Các bạn có thể thấy dữ liệu đã filter được ghi vào sheet 3. Vậy là chúng ta đã thành công xử lý hết các mục trong video ngày hôm nay. Tiếp theo đến phần quan trọng, không thể bỏ lỡ này các bạn ơi. Mình có một fanpage Facebook nhưng vẫn chưa được mọi người ủng hộ nhiều. Nếu các bạn thấy video hay và muốn mình ra nhiều video hơn nữa, thì có thể cho mình xin một like vào fanpage và video này để mình có động lực ra những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.